Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News, và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Động thái mới đây của Hoàng Thùy Linh trên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người tò mò rằng liệu có phải cô ca sĩ tài năng của Vbiz này đang ngầm thừa nhận mình đã có người yêu, và thông tin cụ thể ra sao thì cùng D News tìm hiểu ngay sau đây. Mới đây, Hoàng Thùy Linh đã cập nhật trên story Instagram hình ảnh hai chú mèo với nội dung chính là cuộc hội thoại của cặp đôi đang yêu. Người yêu mày không được bình thường à? Tôi không. Động thái của Hoàng Thùy Linh được cho là đang ngầm thừa nhận đã có người yêu. Hình ảnh và cuộc hội thoại của hai chú mèo trong ảnh chính là ẩn dụ cho Hoàng Thùy Linh và người yêu của nữ ca sĩ. Ngay lập tức, Kiều Lê chính thức là cái tên đầu tiên được nhắc tới khi Hoàng Thùy Linh có động thái này, bởi cả hai đã vướng nghi vấn hẹn hò suốt thời gian dài nhưng không chịu lên tiếng. Rất nhiều khoảnh khắc chăm sóc tình tứ bên nhau của Hoàng Thùy Linh và Kiều Lê đã bị bắt gặp và chia sẻ lên mạng xã hội. Không những luôn kè như hình với bóng mà Kiều Lê và Hoàng Thùy Linh còn vướng tin đồn sống chung tại căn biệt thự của nữ ca sĩ Duyên Âm. Cách đây vài ngày, cặp đôi tin đồn bị cộng đồng mạng phát hiện có cuộc hẹn hò lãng mạn tại nhà hàng nhân dịp đầu năm mới. Những thông tin đó lại càng làm dân tình thêm tò mò hơn về nửa kia của Hoàng Thùy Linh. Các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên chia sẻ ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để chia sẻ cùng D News nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!